Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là búp đo độ mặn AZ8371, hãng sản xuất AZ Instrument, xuất xứ Mỹ. Thiết bị AZ8371 là một loại búp đo độ mặn với tiêu chuẩn USA nổi tiếng với của AZ Instrument, sản xuất với chất lượng tuyệt đối với khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP65, phạm vi đo rộng, phù hợp với người dân trồng trọt và nuôi thủy sản. Màn hình LCD rộng hiển thị đồng thời độ mặn và nhiệt độ. AZ8371 được thiết kế với thang đo từ 0.00 đến 10 gram trên lít và từ 10 đến 70 gram trên lít, đáp ứng mọi yêu cầu đo nguồn nước trước khi cho vào ruộng lúa của mọi bà con nông dân. Thiết bị AZ8371 đem tới một hiệu năng sử dụng cao, được bà con nông dân cả nước tin dùng. Chống nước theo tiêu chuẩn IP65, thời gian đọc hiển thị kết quả cực nhanh, bù nhiệt độ tự động một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Lựa chọn đơn vị đo nhiệt độ, hiệu chuẩn tại một điểm được định sẵn, tự động tắt sau 20 phút không sử dụng. Màn hình LCD hiển thị rõ to rõ ràng. Lựa chọn chế độ ngủ đông hoặc không, có định giá đo, có cố định giá trị đo để dễ đọc, có cảnh báo pin yếu tiện lợi cho việc sử dụng lâu dài. Xem lại giá trị hiệu chuẩn một cách chính xác, nhanh chóng. Trọng lượng nặng 110 gram, độ chính xác cộng trừ 2% đến cộng trừ đi 1 digit. Cung cấp bao gồm máy chính model AZ8371, hộp đựng máy, mặt tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Quý khách có